Hộp dày hả? Oh my god! Hello, good morning. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Thì cái video ngày hôm nay là cái video đầu tiên trong 3 năm mình làm YouTube, mình nhận được một cái món quà mà thật sự là mình không biết ở bên trong có cái gì hết. Đến từ một cái bạn subscriber, một cái bạn fan. Thì 3 tuần trước mình đặt cái email ở đây, mình nhận được cái email đến từ một cái bạn có tên là Phương. Thì thật sự là cảm ơn Phương rất là nhiều qua những cái lời văn ở trong cái đoạn email đó. Làm cho mình thật sự là khi mà đọc nó, mình cảm thấy là mình rất là may mắn với lại cái công việc mà mình đang có. Ngoài ra là Phương làm cho mình có một cái động lực nhiều hơn để có thể làm tiếp tục những cái video mới của mình. Và ngoài ra thì Phương có nói là sắp đến sinh nhật của mình rồi, Phương rất là thích gia đình của mình. Do đó thì Phương có gửi tặng một cái món quà. Thì mình có nói là thôi anh không có dám nhận đâu, mình rất là ngại nhận quà. Nhưng Phương nói là Phương đã gửi về Việt Nam rồi, Phương ở Mỹ. Thì sau khi at Facebook có nói chuyện thì mình biết Phương là một seller. Mình có thấy ở dưới có một cái giống như là một cái cố định đó mọi người, và cái thông tin của The Ruffin. Thì mình có hỏi thì bạn nói là bạn là seller. Thì The Ruffin là một cái brand của bạn. Thì sau khi nói chuyện mình biết là bạn có bán những cái đôi giày giống như là Jordan, Nike, Adidas, những cái đôi giày hype, rồi quần áo giống như là oh my god, Drew, Essential, rồi Supreme đó mọi người, high beat stuff. Do đó thì mình sẽ đặt thông tin của họ ở ngay dưới cái phần miêu tả, và đồng thời ở đâu đó ở đây. Ngoài ra thì đây là lần đầu tiên mà mình phải đập hộp một cái món đồ mà mình không biết ở bên trong có cái gì hết á. No, vài lần rồi, nhưng mà đây là một món quà mà mình không expect được đến từ một bạn subscriber. Và mình có nói là nếu ở bên trong cái giá trị nó quá cao, anh chỉ dám nhận vài cái món quà mà thôi, giống như là cái tấm lòng đến từ Phương. Thì bạn nói là thôi anh nhận đi, rồi sau đó rồi hãy báo cho em biết. Thì cái video này bạn không có một cái idea là mình sẽ shoot nó. Và ngoài ra thì chắc là mình sẽ mua vài cái món đồ. Còn nếu mà bạn không nhận thì chắc chắn là mình sẽ ủng hộ hoặc là làm một cái gì đó để give back đến với lại bạn. Thì một lần nữa shout out đến The Ruffin, Phương. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập một cái chiếc hộp mystery box đến từ một bạn subscriber, một bạn fan all the way from the US. Còn bây giờ, let's go! Anh đâu thấy đâu. Quà trái hả? À ok. Hai cái đúng không em? Ok. Và đây chính là một cái thank you card và một cái business card đến từ The Ruffin. Thì mình có nói với lại Phương là hãy throw in cái card của bạn. Mình rất là thích xem những cái packaging đến từ tất cả mọi người. Và đây, The Ruffin, đây là cái thank you card bạn sẽ đặt vào trong giống như là cái hộp giày khi mà khách mua hàng. Thì có những cái lời cảm ơn. Rồi đây là những cái thông tin đến từ The Ruffin, giống như là website, Instagram, Facebook, số điện thoại và lại Zalo nữa mọi người. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta cùng nhau mở cái deck đang được nằm ở đây đi. Tại vì cái này quá obvious rồi mọi người. Mình chắc là đúng không em? Không có bỏ vào vừa đúng không? Ok, mình sẽ mở ra và xem đây là cái deck gì đến từ Drew nha mọi người. Let's go. Hèn gì từ nãy cho đến bây giờ không ai cho mình lật cái ván này lên hết đó mọi người. Nó quá obvious. Đây chúng ta có một cái họa tiết, một cái bộ xương đang đeo một cái bandana, mặc một cái áo mascot của Drew. Rồi đang trượt ván. Cái tên hình như là thôi mình đặt ở đây nha mọi người. Nhưng mà ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra để xem cái ván này nó như thế nào nha mọi người. Và đây chính là một cái ván trượt có tên là Hardy Skate Deck, có một cái kích thước là 8.5 inch và màu đen. Thì đến từ Drew House, chúng ta có một cái họa tiết giống như là mình nói. Và bây giờ cái ván này đang có giá trị là 3 cho đến 3.500.000. Và mình sẽ cộng hết tất cả, cứ mỗi lần lấy ra mình sẽ cộng lên tổng cái giá trị ở ngay một góc nào đó. Và ở cuối cái video này chúng ta sẽ biết là cái món quà mystery box này trị giá là bao nhiêu nha mọi người. Còn bây giờ, cảm ơn Phương rất là nhiều.
Còn bây giờ tiếp theo thôi mọi người, đây là một cái món đồ mà mình sẽ dùng nó để decor cho cái studio mới của mình. Còn bây giờ đừng nhìn ha, chắc là không nhìn nha. Oh wow. Ok. Hộp giày hả? Oh my god. No. Nổi ra. Anh cảm ơn Phương rất là nhiều nha. Mình đang cố gắng tìm nhiều cái đôi giày này size của mình nè. Size 13 mọi người. Size của mình nhất có thể. Thì đây chính là một cái đôi có tên là Air Jordan 4 Retro Lightning. Thì mình đã từng làm một cái video về cái đôi giày này rồi, review chi tiết về cái đôi giày này. Mình sẽ đặt cái link ở đây. Và mình đã có 4 đôi rồi. Đây là cái đôi thứ 5. Mình không quan tâm mình có bao nhiêu nữa mọi người. Cứ có giá tốt. Let's get it. Ok. Còn bây giờ wow, cái box crispy mọi người. Và đây chính là cái đôi Nike Air Jordan 4 Retro Lightning. Oh my god. 5 đôi rồi nha mọi người. Không sao đó. 8 đôi, 9 đôi, 10 đôi cũng được. Ok, cái video này giống như là quá nhiều những cái thứ nó dồn dập tới mà không à. Oh wow. Oh my god. Cảm ơn Phương rất là nhiều. Và đây là một cái món quà mà thật sự anh rất là thích, nhưng mà có thể là anh sẽ mua nó đó. Anh không có muốn em tặng đâu. Nhưng mà đây, mình cảm thấy ở cái video này có quá nhiều thứ nó đang bị dồn dập, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và đây là một trong những cái bất ngờ mình rất là thích. Cảm ơn Phương rất là nhiều. Đây là một cái ví dụ mà mình cảm thấy là bạn xem video của mình trong thời gian qua mọi người. That's update mọi người. Oh, anh cứng nha. Còn bây giờ, món tiếp theo thôi. Let's go. Jordan 4 nữa hả ta? Cái nắp sao giống quá vậy? Trời, tay mình run luôn đó mọi người. Oh my. Size 36, size của chị Ni. Oh my god. Trời ơi Phương ơi. No. Ok. Đây là cái đôi giày mình rất là thích. Và tất nhiên là mình rất là muốn gia đình của mình sẽ có cái đôi giày này để có thể cùng nhau chụp ảnh. Do đó thì đây một lần nữa. Oh, cái sticker. Dễ, các bạn nói đi, dễ thương không? Dễ thương không? Mình sẽ có một cái scene side by side giày của mình và giày của Ni. Size 4i GS 36. Nhưng mà oh my god, dễ thương ơi là dễ thương luôn á. Cảm ơn Phương. Lát nữa anh sẽ gọi cho chị Ni. Cảm ơn em rất là nhiều. Oh my god. Áo hả ta? Oh wow. Đây chính là một cái pack vớ đến từ Supreme. Và một cái brand có tên là Hanes. Mình không có chắc nữa mọi người. Nhưng mà đây, bốn cái đúng không? Bốn cái đôi vớ ở trong cái pack này màu trắng, có một cái chữ Supreme ở đây. Và đây là available từ size 6 đến size 12. Cái giá trị, sorry mình quên, cái đôi của Ni á bây giờ hình như đang là 4 triệu. Còn cái pack vớ này bây giờ hình như đang là 1 triệu mọi người. Hold on. Tiếp theo thôi mọi người. Áo nữa hả? Oh wow, đây là Drew. To vậy. Oh wow, đây chính là một cái hoodie đến từ Drew House. Thì chúng ta có một cái hoodie XXS. Cái này là cho Ni rồi. Chắc là không có một cái món quần áo nào là size mình đâu mọi người. Nhưng mà oh wow, hoodie Drew đầu tiên của Ni mọi người. Một cái áo hoodie mascot màu đỏ, orange đỏ, nhìn rất là đẹp. Cái này gọi là mascot nha mọi người. Có một cái mặt cười rồi cái chữ Drew. Oh wow. Cái này bây giờ cái giá mình không biết đang là bao nhiêu. Cái này khi mà mua cho cùng với lại một cái móc khóa nữa mọi người. Cái giá total. Bây giờ tiếp tục thôi. Giày hay là quần áo? Giày đi ha. Oh wow, ok. Đây chính là một cái hộp giày Jordan, chắc là dành cho Ni. Tại vì đây là size 3i. Chúng ta có Jordan 1 mid SE PS. SE là special edition. Chúng ta sẽ có đây chính là một cái đôi giày có một cái tên gọi rất là hay đến từ mọi người. Đó chính là Ice Cream. Hình như là có một cái bản low. Đây chính là mid. Chúng ta sẽ có cái này giống như là cái bánh của cái kem đó mọi người. Rồi những cái sơn này á, mọi người ví nó giống như là kem, nhưng mà thật sự cái tên của nó là Drip Paint. Cái giá bây giờ hình như là 3.500.000 hay là 4 triệu. Mình thật sự là không có chắc được mọi người. Nhưng mà đây, một lần nữa total nha mọi người. Chắc là lát nữa mình sẽ gọi cho Ni thôi. Nhưng mà oh wow, dễ thương quá. Không quên hỏi nó. Ok. Mình phải làm như vậy nè, tại vì mình không muốn nhìn vào trong đó mọi người. Nhưng mà cái gì vậy ta?
Oh, Essential Fear of God. Đây chính là một cái áo thun đúng không ta? Áo thun đến từ Essential size XSS. Cái giá thật sự là mình không có biết cho cái giá của một cái áo Essential của Fear of God. Nhưng mà đây chúng ta sẽ có, oh wow, một cái áo màu kem mọi người. Ở đằng trước không có cái gì hết. Ở đằng sau chúng ta sẽ có một cái badge cao su Essential và một cái chữ Essential Fear of God rất là to, size của Ni. Cảm ơn Phương rất là nhiều, chắc là bây giờ anh sẽ gọi cho chị Ni nha. Hình như bây giờ Ni đang ở phòng Corbin đúng không ta? Alo. Mẹ ơi, ba đang quay. Có một bạn tên Phương gửi cho mẹ giày với lại quần áo. Có True nữa mẹ, dễ thương lắm. Ba đang mở loa nè, mẹ có muốn hello không? Hello mọi người. Chị cảm ơn bé Phương nhiều nha. Nè các bạn thấy hello ba đi. Ủa em vậy hả? Không. Không. Giờ anh chơi với em nè. Bi nói. Thôi không chịu rồi. Ok, bye bye mẹ. Cảm ơn Phương nha. Tiếp theo rồi. Và cái món tiếp theo thì oh wow, đây là một cái áo thun đến từ Drew House. Cái này là Mascot Tee Sky Blue size XXS. Thật sự là mình không, có thể là mình biết cái giá của cái áo này bây giờ hình như là 2 triệu 500 nghìn cho đến 3 triệu. Mình không chắc nha, tại vì mình thật sự là không bao giờ mua được áo thun của Drew không có size của mình mọi người. Ok. Đây, oh wow, cái màu dễ thương ha. Một cái áo mascot, một cái mặt cười một lần nữa. Và chúng ta sẽ có, thay vì lúc nãy cái hoodie là một cái móc khóa, thì cái này các bạn nên nhớ nha, cái này là sticker nha mọi người. Cảm ơn Phương. Cảm ơn em. Lại là một cái áo Drew House. Đây chính là một cái áo Mascot Tee Light Yellow XXS. Đây là một cái áo thun dành cho Ni. Hình như cái giá cũng giống như vậy đó mọi người. Một lần nữa total. Thì đây chính là một cái áo Mascot, một cái màu yellow, một cái màu vàng pastel. Chúng ta có một cái mặt cười nè mọi người. Và một lần nữa thì tất nhiên rồi, stickers. Chúng ta có hai cái áo, ba cái áo Drew rồi mọi người. Ok. Đây là một cái áo Drew. Ok, đây chính là một cái áo Jackie T White size XXS. Và chúng ta sẽ có một cái chú thỏ. Thì cái giá của cái áo này hình như là đắt hơn một tí, mình không chắc tại vì Ni có cái áo này rồi. Nhưng mà lát nữa đi mình chắc là lát nữa mình sẽ gọi cho Phương. Và mình sẽ xin phép Phương là một là mình sẽ mua, còn hai nếu mà Phương đồng ý thì mình sẽ dùng cái áo này cùng với lại một cái sản phẩm nào đó để giveaway ở trong cái video này dành với lại mọi người. Còn bây giờ đây chính là một cái áo Jackie. Chúng ta sẽ có một cái chú thỏ nhìn rất là dễ thương. Đang mặc quần nè, áo mascot màu hồng của True. Rồi mang dép ở trong nhà nữa mọi người. Thì một lần nữa thì chúng ta, oh wow, chúng ta có sticker cùng với lại một cái móc khóa. Và đó sẽ là có thể, no, mình tin nó sẽ là cái món quà mà chúng ta sẽ giveaway ở trong, một trong những món quà mình sẽ giveaway ở trong cái video này cùng với lại The Ruffin. Cảm ơn Phương. Ủa sao cái thùng này to vậy ta? Oh my god, em biết cái này không? Ok, đây chính là cái season, một cái season gần đây được drop dành cho Supreme. Cái này là wig máy mình đặt ở đây nha mọi người. Nhưng mà đây là một cái loa phóng thanh của Supreme cùng với lại một cái hãng có tên là PAL. Mình không chắc nữa nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở nó ra. Toàn là những cái món mình thích thật sự luôn á. Chúng ta có cái loa nè mọi người. Oh wow, mình mới biết là cái loa này có cái đèn nữa. Có một cái brochure hướng dẫn sử dụng đó ta. Đúng rồi, cái instruction guide. Rồi đây chúng ta sẽ có một cái giống như là cái loa phóng thanh đó mọi người. Mai mối đi vào intro. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ok, chúng ta sẽ có cái này phải có pin đúng không ta? Hello, hello. Hello, hello. Mình sẽ đặt pin vào và sau đó chúng ta sẽ test cái loa Supreme này nha mọi người. Next up, oh, total. Next up, let's go. Hình như là còn hai món nữa nhưng mà cái hộp này to. Ok, đây là một cái hộp Jordan theo mình nghĩ nha. Mình tin đây là Jordan 6 tại vì cái hộp. Và chúng ta sẽ có, mình sẽ che cái màu lại. Air Jordan 6 Retro size 12. Và đây là một cái đôi giày dành cho mình mọi người. Chúng ta sẽ có, chúng ta cùng nhau xem nha. Mình chưa xem cái màu nữa nhưng mà ok. Các bạn biết mình thích Phương ở cái chỗ nào không? Thật sự Phương là một người làm cho mình nghĩ bạn có theo dõi, thật sự là theo dõi từng chi tiết. Mình từng share một cái story liên kết từ Sticker News về cái đôi giày này. Tại vì nếu các bạn không biết thì mình đi lấy nha.
mình rất là thích cái màu này. Nhưng mà cái màu này á, được đặt ở trên một cái đôi giày đó chính là Air Jordan 7, có tên á, là Bordeaux. Thì à, ngày xưa mình á, đi Mỹ á, mình từng xếp hàng từ 4 giờ sáng cho đến hình như là 12 giờ trưa để mua được cái đôi Jordan 7 này. Và sau đó mình đã bán và cuối cùng lại mua được sau cái đợt restock, reissue của nó. Còn đây á, là Air Jordan 6 Bordeaux. Oh my god, đợi tí xíu nha, mình lấy cái đôi Jordan 7 nha mọi người. Oh my god, đây á là một cái đôi giày á mà thật sự á, làm khi mà nhắc đến nó, mình nhớ đến những cái ngày mà mình còn đi học rất là nhiều. Đây nha, cái đôi giày này á, cứ mỗi lần á sau giống như là cuối tuần á mà mọi người hẹn nhau đi chơi, đi ăn, đi uống á, đi Diamond thì các bạn biết Diamond không? Đi Diamond thì chúng ta, mình nha, sẽ diện một cái bộ đồ rất là đẹp, mặc áo thun trơn rồi Burberry ở ngay cái badge, hay là áo thun đen trơn, cái quần jeans có thể là màu đỏ, ba mẹ mình hay gọi là màu đỏ bạc đô đó mọi người, jeans đỏ hay là jeans đen, mang cái đôi giày này Bordeaux. Oh my god, các bạn nhìn nè, side by side nha mọi người. Oh my god, hôm trước á mình share thì hình như là Quân đúng không ta, Quân hay là Tuấn Anh á có hỏi mình á là cái đôi giày này có cái gì đặc biệt vậy anh, thì đây bây giờ các em biết cái này á có cái gì đặc biệt rồi, nó rất là ý nghĩa đối với lại những cái ngày mà mình còn đi học mọi người. Oh my god, cái đôi này chắc là bây giờ đợi mình check StockX nha mọi người. Nhưng mà cái đôi giày này bây giờ mình nghĩ chắc là phải oh wow, nếu mà tính là tầm 6 cho đến 6 triệu 500 nghìn mọi người cho cái đôi giày này. Hold on một lần nữa, cảm ơn Phương rất là nhiều. Trời ơi, em không biết là anh cố gắng tìm cái đôi giày này size của anh như thế nào đâu. Chắc là 2-3 ngày trước á, anh có nhắn Don để mua cái đôi giày này. Nhưng mà Don là một người em của mình mọi người. Nhưng mà oh, wow, man, research, damn. Cảm ơn em. Trời, nổi da gà luôn á. Ok. Đúng rồi, còn có một cái hộp. Ok, và đó là cái món đồ cuối cùng được nằm ở trong cái hộp mystery box này, đến từ The Ralphin cũng giống như là Phương. Thì đây là một cái hộp giày size mình mới vừa đọc Jordan 4 Retro PS, mình chưa dám coi màu mọi người. 3Y size của Ni hả ta? No, size của Ni là 4Y chứ. Ok, để mình... Mọi người ơi, đây là size. Ok, mình biết cái mà Phương, oh my god, mình rất là muốn có một cái ảnh gia đình mang cái đôi giày này, giống như là mình nói ở đầu cái video này đúng không ta? Nhưng á, mình biết đây á, cái đôi giày này khá là to dành cho Corbin. Nhưng mà thật sự là Corbin á, lớn nhanh lắm mọi người. Những cái đôi giày á, mẹ Ni nha, 3 tháng trước mua, bây giờ không thể nào vừa được. Cho nên mình nghĩ á, là trong tương lai Corbin có thể mang được. Cái đôi này khác với lại cái đôi của Ni á mọi người. Cái này á, nó không có nằm ra, cái wings nó không có flap, nó được nằm sát vào cái phần, hai phần hông luôn. Nhưng mà đây là một cái đôi giày dành cho size kid. Thì theo mình biết là khi mà Jordan 4 Lightning được ra, có size em bé nè, xong rồi size của nữ, rồi size của nam. Thì bây giờ mình có hết tất cả ba rồi mọi người. Cảm ơn cô Phương rất nhiều nha. Oh my god, mặc dù thật sự là bây giờ Corbin chưa có mang được đâu, nhưng mà oh wow, hơi bị non cho cái hình của gia đình đó mọi người. Nhưng mà just say, hình family coming soon. Còn bây giờ, giveaway, let's go. Oh my, mình đang tính tổng cái giá trị của cái chiếc hộp mystery box này, một cái món quà đến từ Phương cũng giống như là The Ralphin. Mình không chắc là mình đúng với lại cái giá thị trường, nhưng mà đang sát với lại cái mức giá là 50 triệu cho cái chiếc thùng này. Mình nổi da gà luôn nè mọi người. Thật sự là mình không có dám nhận cái món quà trị giá cao như vậy. Chắc là mình sẽ nói chuyện với lại Phương. Nhưng lúc nãy mình có nói với lại Phương là anh đang shoot cái video này, Phương rất là vui, có cảm ơn mình. Và Phương nói là mình không cần phải làm như vậy, nhưng mà mình tin mình nên làm như vậy để cảm ơn Phương. Và đồng thời các bạn hãy show some love. Thì bây giờ ngoài ra mình có nói chuyện với lại cái việc là mình muốn xin phép Phương để dùng hai cái món quà ở trong cái chiếc thùng này để giveaway ở trong cái video này. Thì cái lý do, một trong những lý do nha, thì tại vì đây là cái chiếc áo này Ni có rồi mọi người. Và ngoài ra thì đây là một cái pack vớ, mình có quá nhiều vớ đi, với lại mình đang làm những cái đôi vớ của riêng mình, merch coming soon. Do đó thì mình xin phép Phương là có thể nào giveaway hai cái món quà này không, thì Phương rất là vui lòng để gửi những cái món quà này đến với lại mọi người. Không hẳn đây là quà đến từ mình, nhưng mà đây là quà đến từ Phương cũng giống như là The Ralphin. Thì tất cả những gì các bạn cần phải làm, thì bạn phải là subscriber. Oh my god, bạn không tin
là 60% có thể là bạn luôn á đang xem cái video này vẫn chưa có subscribe. Do đó thì hãy subscribe đi mọi người, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo, sau đó hãy like ở ngay dưới đây nè, hãy share kế bên luôn cái video này, và bước thứ tư hãy follow cái Instagram của The Ralphin, và cuối cùng hãy để lại một comment. Sau 5 ngày mình chọn ra 2 bạn thắng cuộc cho cái đợt giveaway lần này, và đừng quên làm đủ hết tất cả các bước nha mọi người. Còn bây giờ thì cảm ơn The Ralphin, cảm ơn Phương rất là nhiều vì at least thật sự là đây không hẳn là cái món quà mà mình làm cho mình quá vui đâu mọi người. Cái vui nhất là sau 3 năm lần đầu tiên mà mình nhận được một món quà đến từ một bạn subscriber, những cái một cái món quà giá trị rất là lớn, và thật sự là những cái lời văn ở trong cái email đó mọi người thật sự là touch mình rất là nhiều. Cảm ơn Phương, cảm ơn The Ralphin. Thông tin chi tiết nằm ở ngay dưới phần miêu tả. Còn bây giờ thì until the next video, hẹn lại mọi người nha. Peace out.